gì vậy má? Nó nghe nè, bữa nay bà với nhỏ đi đâu mà đi tới giờ thì mới tới vậy? Thánh thần nó hẹn người ta 7 giờ mà 5 giờ thì có mặt ở đây rồi mà hai nó còn chưa tới nữa. Mà hỏi cuối cùng sao đi bị giao thông bắt? Bà làm gì giao thông bắt? Bà nói đi. Alo. 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 Thấy không, thấy cái video đó mà mọi bà nữa. Alo, em nói chị nghe nè. Ủa cho tôi nói con nghe nè, chị biết sao mà con mang ra ớt tôi đi lại đây trễ không? Ừ. Cái anh vô diện anh rủ tôi đi hotel. Anh hỏi tôi con trai hay con gái, tôi nói tôi bên đây anh chạy ngược chiều không ăn bắt luôn. Trời ơi. Rồi con nhỏ kia không? Nghe ra đây coi. Rồi. À con nhỏ này cũng thì mình biết sao không? Nè nè, cả nhà mình để ý nè, thấy không? Đầu cổ tóc tai bù xù mặt mày đem luôn. Mày đi đâu? Mới bị ổng đánh. Trời ơi. Dạ rồi, vừa qua quý vị đã lắng nghe ca khúc mang tên Chiếc Khăn Phiêu. Và bây giờ em xin được thông qua cái thể lệ trò chơi lô tô, quý vị mình đã nhận được những tấm lá vé của lô tô là tấm lá vé của lô tô màu hồng, màu hồng cánh sen nha quý vị nha. Và tí xíu nữa các người đẹp bên trên chúng em hô con số nào, quý vị mình lấy tâm chọn cho con số đó. Còn không thì các chị gái đó mình có đem cây son đó. Dạ từ chưa có hả chị, có nó chắc vô ăn ở đến đem ra liền. Dạ hả? Rồi, ví dụ như mà ai không quan tâm mình liếm cái miếng chấm vô quý vị. Dạ. Còn mấy chị gái đó, mình lấy cái sau mình quẹt vô mình đánh dấu giùm cho em nha. Hồi nãy em có đi phát cái anh kia hỏi là lấy cái gì quẹt. Dạ. Thì mình lấy cái tâm mình chọc vô, còn mấy chị gái thì lấy cái son mình quẹt vô đánh dấu giùm em. Dạ, phần thưởng vòng loại cờ lô tô đầu tiên sẽ là phần bao lì xì 300.000 đồng. Vòng loại cờ lô tô thứ hai sẽ là phần bao lì xì 500.000 đồng. Và vòng loại cờ lô tô thứ ba sẽ là phần bao lì xì trị giá 1.000.000 đồng và một đêm ngủ với người đẹp Bội Nhi. Đồng ý không quý vị, cho một tràng pháo tay đi. Dạ rồi mấy anh ơi. Dạ, nhưng mà em nói trước nha, cái nào em thông báo trước. Người đẹp Bội Nhi là người đàn bà điện nước đầy đủ mà thiếu cái ổ cắm. Dạ, ai có hy sinh thì cứ việc ngủ bình thường. Còn người đẹp Tâm Thảo và đã chuyển giới thành công quý vị, nhưng mà cúp điện có trên mà không dưới, người ta gọi là trên Diễm Hương dưới Lý Hùng. Dạ, còn em nguyên ghi luôn Phạm Văn Mắt. Dạ, mà nói tên thiệt đi. Mày tên Tảo, mày nói tên Tảo, mày đặt Bội Nhi. Sao vậy má? Alo, dạ không nói dấu gì à. Quý vị mình, dạ ngày xưa là ngày xưa là Bội Nhi là con trai quý vị, giờ mình là con gái ừ hết. Hạ tên thiệt phải không? Dạ. Đây là người đẹp Bội Nhi, tên trên giấy chứng minh nhân dân là Thái Hoàng Thiên Bảo. Còn đây là Tâm Thảo, tên thật là Trần Vũ Tâm. Còn em là Dung My, tên thật là Trần Cu Em. Cái gì vậy bà nội? Bà Trần Cu Đen má. Dạ rồi, bây giờ quý vị ơi, chúng ta chuẩn bị giờ lô tô chưa quý vị? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau giờ lô tô, vòng loại cờ lô tô đầu tiên. May mắn Ngọc Nữ, Ngọc Nữ ơi, Ngọc Nữ. Cái lòng cầu để quay cho nó sắp lòng cầu. Dạ, bây giờ chúng ta vào lô tô vòng loại đầu tiên. May mắn độc giải phong bao lì xì trị giá 300.000 đồng. Xin mời quý vị ta cùng em giờ số. Số gì đi con số gì đã đi chăm bò cầm ngày người to thầm to bò không đi em lấy cái gọi em quất trong lòng con bò nó chạy đi vô bắt đầu em kêu lô tô số gì đã nè số gì đây số gì đi con số gì đi số gì đi con số gì đã nè con số gì đây số gì đi con số gì đây ở dưới quê làm ăn mà không sao đâu em lên Sài Gòn em bán cái gì đi nè 60 nguyên số đầu tiên này lấy tâm ra đánh dấu vô chọn chọn vô cộng 60 giá dạ, mấy chị gái mình vui lòng lấy cái son quẹt vô đánh dấu giùm em nha còn 60 còn lấy cái đũa chọn đây máy đi ra con cờ gì đây 18 tuổi đời hồng ơi em đẹp lắm sao sống hiên ngang em sống kiên cường hồng ơi em sống mãi muôn đời qua đấm tay đâu có người mà em gái 18 tuổi đời tóc ngắn ngang dài quê hương em nhớ mãi ngàn đời đó hoa hồng thơm ngát mà chiều nằm 48 48 48 48 48
gì đà, số gì đà, số gì đi số gì đà. Sao lần bỏ em đi, bao ngày tháng bên nhau. Ta đẹp tâm xưa buồn chơi bằng gì. Em thích ăn khoai mì, còn mình đánh. Anh thích ăn khoai từ, em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai. Tăng la ta đăng la ta đăng tăng tăng. Bởi thương anh quá em đây gắng nuốt. Dù thay anh mỉm cười, giờ anh quên đành sao? Còn 16, 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 số gì đây? Số gì đi, số gì đây? Số gì đi, số gì đi, còn số gì đây? Đã khuya rồi, vẫn mới đến sao? Xong rồi thấy mình tào lao. 26, 26, 26, 26. 26, 26, 26. Số gì đây mày, nhìn ra con có gì đây? Con có gì đây, giáo kim mặn đỏ. Phúc gì mà mặn đen, máu mặn vẹn vàng tươi mà như nghe. Là anh cứ để mặn trắng mà như sao. Quang quang cứ anh hào, mặt xanh mà râu đỏ. Trong năm cứ đó là năm ông một cào. Đó là ước ao được dương mà lòng tốt. 21, 21, 21, 21, 21, 21 tuổi của em, ngày của em 21, 21, 21, 21, con số gì ra, số gì đây, số gì đây, tôi đã lỡ bước đứng trước nơi đây, cho mây đêm vây kín bầu trời, em yêu hãy quay về đây, con số 7, con số 7, con số 7, con số 7, dạ bốn số anh nghe là mình đọc giả giống gì nha. Còn số 7, còn số 7, số gì đi, còn số gì đang à. Còn số gì đi, số gì đi, số gì đi, số gì đây. Đàn ông miệng rộng thì sao? Về đây miệng rộng ăn hàng bổ cha. 43, 43, 43, 43, 43, 43 là lá cờ hơn xích lô ở dừng xe. Bèn, 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 bèn. Dạ, cái lối vị chúng ta phạt. Một cộng gia đọc giải quý vị. Rồi đâu đọc giải cho anh ơi. Dạ. Khoan nha quý vị nha, tránh trường hợp lừa gạt BD. Mình có giá mà mình kêu lợi nha quý vị. Anh này rất là đẹp trai nha quý vị nha, nhưng mà siêu quách không còn. Anh nào anh nào. Trời ơi thánh thần ơi, cha ơi. Đâu sao? Một hàng đủ bốn con. Rồi ông này mấy con? Anh là bốn hàng, mỗi hàng một con. Dạ. Em nói cho anh nghe nè, hàng ngang người ta bốn con mới đọc giải, còn anh là bốn hàng, mỗi hàng một con đọc giải được cái nấm dúi em bé. Trời ơi là trời, trời ơi là trời, treo cho lên một lần like xuống đầu rồi. Rồi, rồi. Rồi. Kính sổ nha quý vị, kính sổ nha quý vị ơi. Dạ em ra số tiếp. Em nói lại nha quý vị, bốn số hàng ngang là mình đọc giải nha, ba số là mình chờ đợi. Rồi xin mời quý vị của em cho số tiếp. Số gì đây, số gì đây, người ta có mắt còn mày gì đây, số gì đây, chứ mắt của em biết buồn biết bắt biết chỗ bánh trang giang luôn bánh xèo giang cảnh thì nghèo đốn nợ một năm dài nề dễ. 45, số gì đang, số gì đi, số gì đi, con số gì đang. Hôm qua em đi cầu quay đâu, qua cầu bị đặt hai cây. Lên thấy cái đầu em quay quay. 47, 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
mà thằng chồng nó tóc còn hơn em nên phải cam vô chùa em cam vô chùa đau tấm thân thì mong bốn mười bốn cái bốn mười bốn cái bốn mười bốn 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 bốn mười bốn
tình với hoàn cảnh gia đình mà điệp phải xa lang. Tình lang thứ tha nói ra mà không dám. 38 chờ đợi chưa, chờ đợi chưa đâu cần qua sớm gì cả. 38 là điểm thỏa hơn xích lô xin dừng xe. Dạ thưa quý vị, vâng lời đầu tiên dễ dễ chỉ đưa người đầu kinh đưa người đó, anh đã đọc giải đưa cho anh nói tiền gì. Trời ơi, em nói cho chị nghe là bánh bèo với bên đây không có đội trời chung má ơi. Trời, chị nói là cháu đi em kìa, anh nói đem anh em lên mấy chung quà nha, anh đem lên mấy chung quà, còn chị nói em không có chung đâu. Rồi ai đọc giải, chị đọc giải phải không, lên đây. Thôi từ để chị tự cho bánh bèo. Chị đọc giải đúng không chị? Rồi đứng xa xa con má, đưa vé đây. Bởi chị tao bánh bèo đọc giải trong đầu là không có ưa hả? Sao vậy? Mấy đời nó đúng có xương, mấy đời mà bóng mà ưa bánh bèo. Đúng đó chị. Mà nóng quá ha, đọc giải rồi ha. Chào bà. Giờ số nè mấy bà. 38. Có một. Không phải bánh bèo phải dò như vậy đó, còn là ông thì nó dò khác hơn. Bây giờ mình kêu anh áo đen lên đi, tôi dò khác rồi. Ừ, thiệt đó. Áo đen. Anh đem lên đi anh ơi. Áo đen lên đây là mình. Áo đen. Một. Lẹ đi. Ừ, đã bắt đầu nè. Rồi xuống đi chị, chị chỗ đi. Trời ơi. Đổi tông liền mấy đứa ơi. Quậm đi anh. Rồi. Từ từ đừng manh động Thảo ơi. Từ 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 đứa Thảo. Anh ơi, anh biết chơi DVD không? Rồi, 38. Tôi nhìn có 1. 21. Có 2. Trời ơi. Anh ơi, cái này anh bị mụn quá anh. 16. 16 có 3. Bây giờ em nói cho anh nghe nè, muốn lấy nhiều 300 hay 500 hay 1 triệu. Thôi lấy anh cái cà gá đi lộn. Thôi bà nội, mẹ cha dưới cho bà nội. Rồi, số cuối cùng con số 7. Số 7. Hợp lệ. Hợp lệ số 7, 16, 21, 38. Chúc mừng anh trai đã đọc giải được một suất massage bùm bùm. Anh lấy gì anh? Anh lấy cái gì nè? Anh lấy em hả? Lấy Tâm Thảo. Anh lấy em thôi. Lấy Bộ Nhi. Thôi bây giờ mình chụp cái tấm hình kỷ niệm. Đẩy cái bàn của bệnh xíu. Nó nghe nè má ơi, anh có vợ rồi. Rồi ra đây mình chụp tấm hình kỷ niệm với trao quà anh nha. Anh có cung, anh làm gì mình cung dữ nhà. Anh lỏng ra nè, đếm 1, 2, 3 chụp hình nè Thảo ơi. 1, 2, 3. Nó nghe nè bà nội, cái chị ấm đang lũng đầu bên đó má. Ngọc nữ. Anh Lần lại. Anh mình kêu nó ngủ đó, đừng kêu nó thức. Ừ. Rồi dạ, bây giờ xin mời Tâm Thảo cho phong bao lì xì cho anh trai đây. Dạ, em gửi cho anh trai phong bao lì xì 300.000 đồng. Anh rất là may mắn cho một lần đầu tiên. Hôm nay là ngày khai trương của đôi bất tử. Quý vị ơi, cho anh trai một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Vâng, xin mời rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Rồi dạ, bây giờ kính thưa quý vị, vòng loại mới vì chúng em sẽ phục vụ cho quý vị mình nè. Rồi bây giờ chúng em sẽ phục vụ vé vòng loại mới nha quý vị nha. Chúng em sẽ phục vụ vòng loại thời gian mới cho tao. Tắt cái mic đó luôn đi được không? Nó hú hoài. Chúng em sẽ phục vụ vé lô tô vòng loại mới là phải nó vé màu xanh. Vé màu hồng chúng ta hủy bỏ đi quý vị. Vé màu hồng hủy bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tham dự vé lô tô màu xanh. Phần hưởng sẽ là không bao lì xì. Không để cho quý mình chờ đợi lâu. Tấm lá vé của lô tô thứ hai. Hôm nay là một ngày khai trương của quán Đô Bất Tử, địa chỉ là 110D Tô Hiệu, quận Tân Phú. Mong sau quý mình chờ về cổ đạo, về rủ bạn bè của mình là đến ăn chơi nhậu nhẹt say sưa tại quán Đô Bất Tử 110D Tô Hiệu Tân Phú quý vị. Và bây giờ không để chúng mình chờ đợi lâu, vòng loại của lô tô tiếp theo. Lô tô bên đây vẫn còn chưa có khách. Còn chưa có khách. À vợ ơi, có khách chưa có vé. Vâng quý vị ơi, rất mong các bạn quý vị sẽ ủng hộ cho quán Đô Bất Tử, cũng giống như là lựa chọn quán Đô Bất Tử là địa điểm ăn chơi vui vẻ cùng bên gia đình sau những ngày tháng mà mình làm việc mệt nhọc đó quý vị. Thì quán Đô Bất Tử rồi đây sẽ là địa điểm vui chơi lý tưởng dành cho tất cả quý vị vào mỗi buổi chiều tối nha quý vị ơi. Đặc biệt là tất cả các món ăn ở đây rất là ngon, đầu bếp rất chuyên nghiệp. Rất mong được sự ủng hộ của các quý vị. Một tràng pháo tay đi quý vị, và để chúng em bắt đầu qua trò một số lô tô tiếp theo đi ạ. Dạ.
Hôm nay là một ngày khai trương rất là đặc biệt. Đôi Bất Tử dành tặng cho quý mình 3 phần quà. Hồi nãy là một phần quà 300.000 đồng rồi. Bây giờ sẽ là phong bao lì xì. Hôm nay là một ngày khai trương, quý vị ai mà may mắn đọc giải là cơ hội may mắn của chúng ta sẽ may mắn hơn quý vị mình nha. Bây giờ sẽ là vòng loại cờ loto 500.000 đồng từ quán Đôi Bất Tử dành tặng cho quý mình. Xin mời quý mình ta cùng em tập trung đèn sáng chuẩn bị. Giờ số sống gì đây, sống gì đây, con sống gì đây, cái món kia ra giờ số vô à. Sống gì đây, con sống gì đây, chúng em xin chúc vui tươi, chúc cha, chúc mẹ, chúc thầy được bình an, chúc gì, chúc vườn giàu sang, mua mai bán đất trời. Tụi nó ra kêu là ăn cái tiền, ăn cái bún kìa, vô. Dạ, vô ăn. Sống gì đây, sống gì đây, con số gì đang à. Chúng em xin chúc vui tươi, chúc mẹ chúc thầy được bình an, chúc gì, chúc dưỡng giàu sang, mùa mai bán đất ngày càng tiến lên, chúc cho trò ăn học mau nên, sang năm thi đâu có tên trên bán vàng, cho ai biết khoảng lớn làng, ông tơ bà Nguyễn Phương ngò đàn mỗi giây, chúc cho người làm ruộng cấy cày sang mai, chúc cho người vừa mới họ thai sang năm xanh được con trai, mà nói giọng chúc cho ai lạnh lẽo vô phận, sang năm tìm được người chồng mà tương lai. 62 số đầu tiên, 62 62 sao anh đang ngân nhạc thì em mang anh ngân nhạc. Còn kêu làm sao mà người ta dạy người ta giàu quá trời kìa. Dạ quý vị ơi, cờ lô tô có 60 con quý vị. Em kêu 62 là em thử giọng, không có rồi đừng có kiếm nha quý vị ha. Dạ trời ơi, ai thì bị BD dụng rồi. Dạ rồi bây giờ mình giờ xuất hiện nha. Xin mời người đẹp Tâm Hảo. Hồi nãy em thử giọng đó mấy anh em. Dạ. Số gì ra, số gì đây, số gì đi, 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 ba mươi ba số gì đây, số gì đi, số gì đi, con số gì ra cầm dao sẽ mất muốn thích mà nhiều sơ, tại em nắm lơ chai mơ mới chồng nghèo, chớ em đàng hoàng ai dám mà lẽ sinh đây 29 23 chọn chọn vô 29 số gì ra, số gì đi, con số gì đây, số gì ra. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã cho hẹn anh ơn với anh, em mãi là người tình trăm năm. Con mười lăm. Con mười lăm số gì đây à? Số gì đây, mười gì ra? Mười gì đây, có một gì đây, mười gì đây, có một gì đây. Cô lái đò ngang đưa anh chàng sang bến sau. Hồ chú mất giữ nhiệm cây tay chèo, cất dòng hò reo theo dòng mà nước chảy. Con mười bảy. Số gì ra, số gì đây, số gì đây. Ta là lũ quỷ, ở rừng xanh, ở tận núi cao, ở tận suối sông. Sao? Như anh em một nhà cùng nhau ta uống trà, như cây kim gần trốn qua con số ba. Con số ba, số gì ra. Số gì đi, con số gì đây. Trong ngôi nhà quang dường như có mà nó lũ đầu ra. Làm em hết hồn. Con đinh hàm răng trắng tinh nó bắt đầu đinh. Xanh keo cứng thừ, lần đầu em gặp đầu đinh. Đầu đinh cuối, anh là thịt dầu thơm. Cả ngày là
mùi chuột sình. 39 số gì nè, số gì đi, số gì đi, số gì đây. Chào mừng bắt nay, chào mừng bắt nay, Vừa nghe có bạn gái rồi muốn về hết. Anh có bạn gái rồi đúng không? Chị đó hả? Chị Bèo. 2020 rồi chị, thời đại 4.0 mà đừng có lạc hậu trai quen gái ngoài chị. Cho anh chơi BD đi. Dạ. Rồi đây để em dò số nha. Con số độc giả số nào cho mình? Số nào em không có thấy đường. Giờ này Thảo ơi, 010. Cái gì vậy má? Hơi cong bên trái đi xíu. Cái gì vậy phụ mà phụ? Anh nè, thấy rõ ràng không nè? 010 chồng lụi Thảo ơi. À đổi ra giờ xuống. Trời ơi. Số 3. Số 3 57 nè. 57. 57 có 1. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3 có 2. 21. 21 có 3. Trời ơi có con luôn đó hả? Hết ham rồi. Xài cái chắc hết siêu quách quá à. 39. 39 có 4. Hợp lệ số 3, 21, 39, 57. Anh nhận bông bao lì xì 500 với một cái điện thoại iPhone 12 rồi, lấy cái nào? Nhìn anh là biết chuẩn bị lấy 500 rồi phải không? Nó là điện thoại em có thiệt với anh nghe lúc đầu anh nhìn anh đó ha, là em muốn hốt hồn dễ sợ vậy đó. Ai về vừa nghe tin là anh có vợ có con rồi, ngày mơ về hốt đầu em cứ cứu vợ. Con của chị vậy là anh này là bồ chị này. Chị, không phải. Sao cái gì mà giống cái nồi cháu heo hỏi nha, trả lời chứ vậy. Chưa luôn hả? Tâm Thảo ơi. Mê cha gì vừa thôi má. Trời ơi, tao nói BD mê cha đồng thai nó hết nha quý vị nha. Rồi bây giờ cho anh ơi chụp hình với em đó nha. Ừ, chụp hình cái. Rồi đây, dạ anh nhận cầm tiền cho mình. Rồi bắt đầu chụp hình nha. 1, 2, 3. Ủa, cười chưa? Cười rồi. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều đó. Trời ơi, anh lên anh nhận không lì xì xong nó đi về luôn. Chúng em tập trung đèn sáng, chụp miệng. Do số Thank you.
đi sớm, chị đi sớm, chị đây cái móc ghé ra dò số vô à. Sớm chị đây, sớm chị đi con, sớm chị đi sớm, chị đi con, sớm chị ra nhặt cái tay lẹ cái chân à. Sớm chị đi con, sớm chị đây phố đêm, đèn mờ xăng xăng, màu trắng nhưng vì sao gói đầu cầm hố kiên sao. Chị Quyền ai chị có nhé mọi người ơi, Quyền sao 10 cho giấy cho chị, còn sao 10 còn sao 10. Còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, số gì đây? Số gì đây? Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời em, vẫn mãi là người đến sau đến đành ngóng chờ. Một mối tình trong con số năm, con số năm đi cùng con năm, còn số năm còn số năm còn số năm. Sớm chị đây sớm chị đang à, sớm chị đi sớm chị đi sớm chị đi sớm chị đi, còn sớm chị đang à, còn sớm chị đây à. Lương sơn bá lấy cùng cá chọi mắt cá chúc anh đài 22 số 22 số gì đây, số gì đi, số gì đi, con số gì đây. Chàng về, chàng về, chàng nhớ em chăng, em về em nhớ. Răng hôn của chàng cười, con 50 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 số gì đây à. Số gì đi con 50 con 50 số gì đi con, số gì ra. Trên sông ta chàng chỉ có mình nàng, làm bán chư phu làm nàng lưu kim đến 29 còn số hai số gì đi con, số gì đây. Em tên thật là em tên Thiên Lý, em có lỡ giật chồng bà kia, bà lời bà chửi, bà lời nhà trọ bà chửi em luôn. Bà kêu em ra ngoài nói chuyện, em ngu gì em ra, em mà ra bà quất cái văng lên đây ổi nên em học có ra vào năm mười ba số gì đi, số gì đây, số gì đây con, số gì đây. An Giang có lòng duyên mặn mà, ai đi châu đốc nhớ ghé qua nhé bà. Về tình đi nhớ thương em Hà Tiên, yêu chân đồng hương sân áo ba ba em dịu hiền. Có con ở nhắn ai đôi bầu, người em chờ mới tâm nhau, có thư xin đợi chờ. Nếu có về quê hương đất miền Tây, ghé thăm lại gọi em tôi nơi đây. 27 con 27 cờ ra con mấy cùng mẹ gì đi con. 27 27 cúp điện luôn, cúp điện. Số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây. 27 số gì đi con, số gì ra à, con số gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hey, đi vô khác mà mua, em đây không bán sầu riêng. Em chỉ bán chuối chiên một chấm thì xay đắng, một hey, chấm thì đắng xay, ba chấm thì ngắt ngay, bốn chấm thì lẻ luôn, năm chấm thì lên vườn nửa hộp ba triệu. Số gì ra à, số gì đây à, số gì đi sớm thì đang à, con số gì đi sớm gì đi con, số gì đây, số gì đi con, số gì đang à, con số gì đây. Người ta giàu lên non mà gia phú, hai đứa mình nghèo dụng dỗ mà nhau đi. Đèn luôn đi nửa to cái nửa mờ, nửa thương cha mẹ nửa sầu chuyện tình gì. 30 nguyên nguyện 30 đi con, 30 con 30 con 30 chưa có kinh là sao kinh quá là kinh Số gì đây, nước Facebook xem thằng đăng mà không thấy
ai lại nhào nhào vô nè, rồi cò miếng mà tùm lum, nào là trái đẹp rồi có đi xấu cùng. Trời ơi sao phải làm đen lì mà toàn là chị em mình ăn hay đi đồ bóng gì vậy má? Tao nói sao, tao nói sao? Nhưng mà chị ơi sao đi? Nhưng mà trời ơi không phải làm đen lì mà toàn là chị em mình ăn hay đi đồ bóng. Tao biết tao bóng mà còn là chị em mình nên tôi quyết không còn tình hey. Đàn ông ở dương gian nhìn men nhìn men mà thật ra không có nè là bên đi trời thấy thì tiếc nuối băng chồng thấy băng gì thôi ở chỉ có rồi mất công lại khổ mình nếu có số chưa có số đồ gì ra đợi thứ mấy chỗ gì đây anh đợi thứ mấy nói gì anh đóng trái tim đi bà trời anh ơi gửi nhà nụ hơn. Chết là khổ cái này. Dạ. Hay là em ơi. Trời ơi anh ơi. Vậy là anh chết tiền người yêu của em rồi. Không có đi cho mới thì mới nói như này. Chồng chồng nó mất điên. Trời ơi. Trời ơi. Ông giờ không ta nên mới chú ý vào nhà bây giờ rồi má. Dạ. Yeah. Rồi. Gì đây sớm gì đây con số gì đây sớm gì đây con số gì đây à con số gì đây giờ số vô giờ số vô giờ số tiếp hey số gì đây 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 về bình tĩnh lên quê ta qua xin cha đừng xem không biết đâu ta nhẹ nhẹ trong lòng quặn đau xót xa ôi đau tan khi cách xa tình thân hai mươi lăm hai mươi lăm kiếm mèo về chú ra cái giữa học về đi em thích xíu em chở về 25 số gì đây số gì ra mà con số gì đi số gì đi con số gì đây gió thổi hiu hiu em nằm ở trên gác anh thấy mát mát anh kêu mà lên thăm 35 chờ đợi chú 35 35 số gì đây số gì đây là vé cờ hơn là chiếc vé cờ trên rính ao. Kính thưa quý vị, chúng ta pha cái giờ xem là vé con số 35 vừa qua đã có một anh ở Lý đọc giải quý vị. Dạ qua đây nè anh chơi thôi nói nghe nè cái này cầm dây thun quần đấy pha đây nè. Cái này là cái gì dạ? Cho em mượn coi. Anh ơi quay cận cận giùm em coi. Dạ, cái gì vậy anh? Cái này nói em, coi sao? Tại sao? Cái này cái gì mà nó đồng hồng vậy cha? Tối về cho chị coi sao? Đây. Tối về cho chị coi sao? Tối về cho chị coi sao? Trời ơi. Rồi. Số gì đây? Đây, đây này giờ cho chúng này cha, cho đưa cộng dây cho cộng mấy con. Con số 35 có 1. Thà nằm xuống cái tường mới thấy rõ. Bà nội ơi, bà nội. Trời ơi, đi hát chứ phải là đi bắn bia ôm má đâu. Tôi thấy rồi. Đây nè, chụp đứng đứng đi em chờ số coi. Tới rồi. Hai con số không như kỳ cọ. Có 2. Nó giỡn, nó đem giỡn số đàng hoàng. 35 35 có 1. 27. Cái gì? 27 có 2. Số 5 có 3. 60 hợp lệ. Rồi, đây giờ số 5, 27, 35, 60. Vòng loại này cho chủ chụp tấm hình. Chụp đi anh. 2, 3. Ok, nhớ bác sĩ nha. Rồi dạ, cảm ơn rất là nhiều. Đây không bao lì xì 1 triệu đồng. Đó, rồi anh lì xì lại cho 33BD 900, lấy 100 được rồi. Khui đi, khui luôn 1 triệu, đó. Rồi, 1, 2. Trời đất ơi. Vừa phải, đi theo ảnh đi. Đi theo ảnh gì bạn đi, đi theo ảnh. Ừ, hai chồng đi, ừ. Đi dưới đi má, thử đi đó, lấy đi. Giống ông Bình Lan quá hả? Rồi, đó, dạ, người đẹp bảo nhiên đó, hai bộ đồ khá quý vị. Nó muốn làm gì nó làm mà. Tí xíu kìa, bảo nhiên cạo đầu tại đây luôn quý vị. Dạ, bây giờ không để. Ừ, tại, rồi, tặng bàn lấy một tờ về với bảo nhiên nha. Rồi, dạ.